thấy vui khi có những người đi đường, nhân viên trẻ và rất nhiều người khác đi cùng, và mọi người đi rất đông đủ nên em rất là vui. Sau buổi kết thúc ngày hôm nay thì em thấy mọi người rất vui nên là em cũng vui theo.